này đóng cửa nữa. Đó, đây có hai sạp người ta đang đóng cửa luôn nè. Con khỏe hả? Hết rồi con đi vô mua bánh bèo, con đi vô mua bánh bèo, sẵn đi ngang đây ghé của Hồng chơi. Ghé hỏi thăm của Hồng. Làm hai hộp đem về đến đây. À. Ở đây bán được nhất. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Sài Gòn hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là công trường Quách Thị Trang. Và phía trước mặt chúng ta đó là một cái cơ quan đường sắt của ngày xưa nè. Và công trường Quách Thị Trang ngày nay thì mình thấy có rất nhiều cái công trình ở đây ha. Và Sài Gòn bây giờ là gần 12 giờ. Thì trưa nay em có đi công việc ở gần nhà. Rồi cũng tới giờ ăn trưa nhưng mà chưa biết ăn gì. Thì sẵn đây gần chợ Bến Thành đây thì sẵn đi vô chợ rồi chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây. Mấy bữa thì chúng ta có đi chợ bên quận 4 rồi những con đường quận nhất rồi qua phố Bùi Viện, rất là nhiều khu vực. Nhưng mà nhìn chung thì tình hình Sài Gòn không có đông lắm. Bây giờ ai ở nhà nấy, không có việc gì thì cũng ngại ra đường, cũng ngại họp hội. Và thẳng hướng này đó là con đường Lê Lai. Chúng ta đang ở cửa Nam chợ Bến Thành. Và thẳng đây mình vô coi chợ Bến Thành ngày hôm nay nó như thế nào ha, có ảnh hưởng ra sao. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cửa Nam. Ở đây mình thấy cũng rất là ít khách. Du khách bây giờ họ cũng đeo khẩu trang hết rồi. Tại vì tình hình cũng nói chung cũng căng. Nói chữ căng nha. Mọi người ai cũng tự vệ sinh, tự giữ mình, tránh tiếp xúc với đám đông. Nói chung cái dịch bệnh này cũng chỉ ảnh hưởng tâm lý là nhiều thôi, chứ không có ghê gớm đến mức người ta nghĩ ha. Và đây là cửa Tây chợ Bến Thành nè. Mình đi một vòng xong rồi mình đi vô chợ nha. Mấy bữa thì ở đây xe hơi nhiều lắm nhưng mà bây giờ vắng rồi nè. Thương cho những anh chị ở đây, buồn cho những người buôn bán ở đây. Chi phí thì đắt đỏ, bán buôn thì không được. Thấy ít xe qua lại ghê chưa. Trưa nay thì trời rất là nắng, nhiệt độ khoảng 37 độ. Trời nắng thì bù lại có tác dụng diệt virus à. Ở chợ này nổi tiếng món rất nhiều món, nhưng mà có món bánh bèo, bánh bột lọc rất là ngon. Không biết anh chị và bạn nào thích món này không ha. Chợ vắng thì những người bán báo, bán vé số thì cũng thất thu luôn. Đó, mình nhìn lại một dãy chợ Bến Thành, bến xe của ngày xưa nè, vẫn giữ nguyên kiến trúc của những ngôi nhà này, những ngôi nhà cổ mang đậm kiến trúc Pháp. Đó, bên kia là đường Nguyễn An Ninh đó. Bên cánh phải cũng cầu mong cho cái đại dịch này sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường, bán buôn bình thường. Mình ra đây là mặt đường Lê Thánh Tôn rồi nè. Đi thẳng này là mình sẽ ra ngã 6 Phù Đổng. Ở khu vực đường Lê Thánh Tôn này thì có rất nhiều khách sạn. Có những sạp trái cây người ta nghỉ nè, đóng cửa, trả mặt bằng. Ở đây chi phí rất là cao, một ngày bán không được và mệt mỏi. Này bán nón, chúng ta đang đứng đây là ngã ba Thủ Khoa Huân, nơi đây có street food. Những ngôi nhà của kiến trúc của ngày xưa nè, nhìn đẹp ghê chưa, nguyên dãy phố luôn á. Đây đóng cửa nữa. Hiếm khi em đi chợ Bến Thành giờ này, chắc là đây là lần đầu tiên trong tất cả các video. Đây có hai sạp, người ta đang đóng cửa luôn nè. Trong tất cả các video thì chắc là đây là giờ khác nhất. Mình ra đây là đường Phan Bội Châu. Mặt tiền ngay góc đường nâu nâu nè, cái nhà có ngay góc đường nè, cũng trả mặt bằng luôn rồi nè. trời nắng, quá trời nắng. Nó đi thẳng ra kia là đường Lê Lợi. Rồi chúng ta sẽ đi vô vòng vòng vô chợ ha. Một số hình ảnh ở ngoài gửi bà con xem để thấy Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Hy vọng thông qua video clip cũng nhận được sự chia sẻ của rất nhiều cô chú anh chị yêu Sài Gòn, yêu mảnh đất này, một sự đồng cảm về quê hương, quê nhà. Hoa đẹp không? Buổi sáng đây là chợ cá, chợ thực phẩm. Buổi trưa thì chợ dọn ra. Chợ chỉ bán buổi sáng thôi. Cái sạp thịt ha. Rồi mình vô trong lòng chợ. Chúng ta sẽ đi một vòng rồi mình sẽ mua bánh bèo. Kêu nó xuống tay. Có phiền gì? Việt Nam có gì mà đang? Ngon, khỏe không? Con khỏe hả? Thôi được rồi con đi vô mua bánh bèo. Con đi vô mua bánh bèo. Sẵn đi ngang đây ghé của Hồng chơi. Ghé hỏi thăm của Hồng á. Mà gì của Hồng chùm kính mít vậy? Người khỏe không? Người khỏe. Bây giờ của Hồng bán được không? Hồng căng quá hả? Hổng rồi mình ở nhà luôn hả? Dạ. Không, nó đi làm, vẫn đi làm. Vậy đó hả? Có thằng nhỏ thì nghỉ học. Đây bà chúng ta tiếp tục ha. Lúc nãy thì em gặp người cô quen nên ngồi tâm sự xíu. Mua gì không em ơi? Cái gì em chơi? Dạ không thì. Thấy hồi giờ rồi. Mẹ cũng được, ok mẹ. công ty nha các bạn. Đa số là ngồi chơi không à. Xâm thính ấy là cái cặn luôn, nó sớm nó cho mình đi ra vô, hiểu không? Con này nè, người ta nói một mã xanh một. Là thấy rất là vắng vẻ luôn. Bán buôn chỗ này thấy buồn hiu à, doanh thu không có. Chúng ta lại mua bánh bèo đây ha. Khu này là khu ăn uống. Em ta mua 2 hộp em về ha. Bánh bèo chợ Bến Thành, bánh bèo Huế nè. Làm 2 hộp đem về đây nè. Chị ơi, em có lúc cái thịt bò mà 27 phần á, anh gọi cho 100 mà em lấy. Ở đây bán được nhất. Cái bịch đó là 27 phần. Nhưng mà cái này là chị ơi, chắc là về giao luôn hay sao? Anh này giao chị xong rồi về giao đúng không? Gửi tiền. Chị ơi, rồi nước rau má rồi nè, rồi mình đẩy cái cá riêng mình đẩy riêng. Dạ, vậy em đẩy cá riêng đi ha, tại vì tiếng cái này gì anh? Rồi chúng ta đi về thôi. Hẻm nhà ông Đạt á. Một số hình ảnh ở trong chợ gửi anh chị và các bạn, chúng ta xem để hiểu hơn về cuộc sống của những tiểu thương ở đây trong thời buổi này. cái mà mình muốn đẩy cái lực lượng mà làm nó hợp lại ngoài chúng ta ra đây là cửa Tây chợ Bến Thành rồi nè. Một số hình ảnh để anh chị nhìn thấy hiểu hơn về tình cảnh buôn bán ở chợ này như thế nào, và đâu đó cũng nếu mà các chủ sạp hay là những người cho thuê họ cũng biết được thu nhập ở đây như thế nào để thông cảm hơn và hiểu hơn. Một số hình ảnh ở chợ Bến Thành gửi cô chủ anh chị và các bạn. Hy vọng đại dịch này sẽ sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và không quên kính chúc tất cả anh chị và các bạn lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe để chúng ta có thể chống chọi được với cái cơn đại dịch này. Rồi bye bye các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại. Rồi mình nhìn lại hình ảnh của chợ nè. Một ngôi chợ rất là thân thương. Có những người buôn bán 40-50 năm ở đây